Chúng ta bây giờ thì phải học tập. Không phải nói đợi đến khi thành Phật rồi thì mới thù nguyện độ sanh. Hiện tại thì phải làm. Đây gọi là học Phật. Chúng ta hiện tại toàn tâm toàn lực mà làm. Cùng A-di-đà Phật hành nguyện mới tương ưng. Chúng ta cầu nguyện giảng sanh, quyết định được sanh. Đến khi chúng ta lâm chung, Phật nhất định đến tiếp dẫn. Vì sao vậy? Nguyện hành tương ưng. Nhất định không nên có một cái quan niệm sai lầm. Tôi hiện tại còn chưa có học xong, tôi muốn nói pháp với chúng sanh, nếu mà nói sai vậy thì phải chịu nhân quả. Cổ đại đức thường nói, chuyển ngữ mà sai một con chữ, đọa làm thân chồn 500 kiếp. Làm tôi sợ đến nỗi một câu cũng không dám nói. Đây là sai lầm. Hoặc là bởi vì sai một con chữ chuyển ngữ. Vì chỉ cần ta không sai thì được rồi. Ta ngày nay chưa có trí huệ, sao có thể không sai? Khổng lão phu tử dạy cho chúng ta, biết thì nói là biết, không biết thì nói không biết, vậy là biết. Giáo huấn này rất hay. Phật cũng dạy chúng ta như vậy. Câu nói này tôi biết được rất rõ ràng thì tôi sẽ giảng với bạn thật rõ ràng. Câu nói này tôi không có biết, tôi biết mà không rõ ràng, không có nắm được, không có nắm chắc chắn, thì tôi đem kinh văn đọc qua một cái là được rồi. Đọc thì đâu có sai. Người ta nói pháp sư à, ngài đọc qua đoạn kinh văn này mà không có giảng. Tôi không giảng thì không có sai, tôi đọc gì thì được rồi. Tôi không nhất định phải giảng hết. Nếu không biết thì tôi đọc, nếu biết thì tôi giảng, thì bạn sẽ không phạm phải sai lầm rồi. Cái cách làm này chúng ta đã biết học rồi. Học rồi mới có thể thù nguyện độ sanh. Hiện tại thì có thể làm. Chúng ta xem chú giải của người xưa. Tôi ngày trước học Lăng Nghiêm, tôi đã đọc qua rất nhiều chú giải của cổ đại đức. Rõ ràng nhìn thấy trên kinh văn này cái ý nghĩa rất quan trọng, nhưng thấy họ sơ sài đại khái rồi lướt qua. Chúng tôi hoài nghi, cái này quan trọng tại sao họ lại không chú giải? Chúng tôi liền đem quyển chú giải này đi hỏi lão sư Lý. Lão sư Lý xem xong liền chau mày. Họ cũng chưa có được rõ ràng, họ không hiểu. À vậy thì chúng tôi hiểu rồi. Lời nói này là thật. Thế là chúng tôi lại tham khảo những quyển khác nữa, xem người khác đối với câu này thì chú giải như thế nào. Lại đi tìm một quyển sách khác. Thực tế tìm không được chú giải nào đáng tin để giảng. Vậy thì kinh văn đọc qua là được rồi. Như vậy chúng ta mới chân thật là chịu thù nguyện độ sanh. Độ sanh chính là giúp đỡ người khác. Từng giờ từng khắc nhớ đến phải giúp người khác, toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác. Bạn quả nhiên chịu làm như vậy thì xin chúc mừng bạn. Bạn được oai thần tam bảo gia trì. Dường như rất nhiều pháp sư giảng kinh đều có cái loại kinh nghiệm này. Ngày xưa, pháp sư Đế Nhàn giảng kinh Viên Giác, chính bản thân ngài viết kinh Viên Giác giảng nghĩa, đủ thấy được ngài đã chuẩn bị tương đối đầy đủ, viết thành giảng nghĩa để giảng trên giảng đài.
Nhưng mà trong khi giảng, có nhiều lúc đã phát huy vượt qua phạm vi của giảng nghĩa. Ở trong thính chúng có vài vị đại đức cư sĩ, như là lão cư sĩ Giang Dị Nông. Những vị này nghe giảng đều có ghi chép lại. Sau khi ghi chép lại xong, toàn bộ giao cho cư sĩ Giang Dị Nông chỉnh lý, đem hồi tập lại rồi chỉnh lý. Đến hôm sau đem cho lão hòa thượng xem qua, mời lão hòa thượng cải chính. Lão hòa thượng xem liền hỏi: đây là ai giảng vậy? Là buổi tối hôm qua nghe ngài giảng mà, tôi giảng hay như vậy sao? Là oai thần của Phật Bồ Tát gia trì. Cho nên những bài ghi chép của họ, sau khi một bộ kinh giảng xong, bài ghi chép của họ cũng in thành sách, là Viên Giác Kinh Thân Văn Ký. Các vị xem Đế Nhàn Pháp Sư toàn tập, các vị hãy xem trong lời tựa có viết Kinh Viên Giáo có giảng nghĩa, có thân văn ký. Thân văn ký là do những cư sĩ ấy đã ghi chép lại. Phật Bồ Tát gia trì, bạn chỉ cần thật lòng chịu làm. Tôi học giảng kinh đắc lực là nhờ một câu nói của lão sư Lý: chí thành cảm thông. Lão sư năm xưa dạy chúng tôi giảng kinh có dễ gì chứ? Đây không phải là chuyện nhỏ, là chuyện đại sự. Từ phương diện Phật Pháp mà nói, bạn phải thông đạt Tam Tạng 12 bộ. Bạn không thông thì làm sao mà giảng? Dùng thế gian Pháp mà giảng, bạn phải thông đạt tất cả học thuật của thế gian. Đến lúc này thì họ sẽ nói, đừng nói cái khác, chỉ nói đến Tứ Khố Toàn Thư của Trung Quốc ngày xưa. Bạn mà không thể thông đạt thì bạn giảng kinh gì chứ? Theo cái tiêu chuẩn này mà nói, vậy thì tất cả chúng ta đều bị đào thải rồi. Phật Pháp ở tại thế gian này quyết định là sẽ đoạn diệt. Ai có năng lực này chứ? Sau đó, lão sư dạy chúng tôi cái phương pháp. Ngài có hai cái phương pháp. Cái phương pháp thứ nhất, chúng ta không phải giảng kinh, chúng ta là giảng chú giải. Có nghĩa là đem chú giải của người xưa. Người xưa chú giải là viết theo lối văn ngôn văn. Chúng tôi ở trên giảng đài đem nó dịch thành văn nói. Chúng tôi mới bắt đầu học giảng kinh là dùng phương pháp này. Giảng chú giải của người khác, vì này không có áp lực. Giảng mà sai thì người chú giải chịu trách nhiệm, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Chỉ cần chúng ta y theo chú giải của họ mà giảng, không nên tự mình thêm ý vào trong đó. Tự mình mà thêm vào ý thì sợ chính mình sẽ ra vấn đề. Tự mình không thêm vào ý, hoàn toàn giảng theo chú giải, giảng mà sai thì trách nhiệm họ chịu, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Yên tâm mà học giảng. Thêm một bước nữa, lão sư dạy tôi đã tặng cho tôi 4 chữ: chí thành cảm thông. Lão sư ngài đã dạy tôi, chúng tôi muốn thông suốt thế gian Pháp thật không thể. Nhưng mà có một cái phương pháp. Phương pháp gì vậy? Cầu cảm ứng. Dùng cái phương pháp cầu cảm ứng để thông suốt. Dùng phương pháp gì để mà cầu cảm ứng? Thành. Chí thành, chân thành đến chỗ cùng cực thì sẽ thông. Trên giảng đài giảng kinh, ngoài việc vượt ra khỏi phạm vi mà bạn chuẩn bị, lão sư dạy tôi như vậy thì tôi đã thực sự học để làm. Quả nhiên hiệu quả. Cho nên lúc đầu tôi giảng kinh, tôi giảng kinh đến năm nay đã 42 năm. 10 năm đầu tôi có chuẩn bị, sau 10 năm thì đều toàn nhờ cảm thông, không chuẩn bị nữa, toàn nhờ cảm thông. Cho nên tôi thường thường giảng với các vị đồng học, tôi giảng câu câu đều là lời chân thật.
tôi ở trên giảng đài đem thân của mình cho Phật Bồ Tát mượn dùng. Những lời gì nói ra đều không phải là lời của tôi, Phật Bồ Tát đã mượn cái miệng này của tôi để mà nói ra. Tôi bằng lòng cho mượn dùng cái thân này. Các vị rất keo kiệt, không chịu cho mượn, vậy thì có cách gì chứ? Cho nên tôi khuyên bảo các vị phải phát tâm cho mượn, đem thân cho Phật Bồ Tát mượn sử dụng. Vậy thì sẽ linh. Vừa lên giảng đài, kinh văn vừa mở ra, từng câu từng chữ, vô lượng nghĩa, giảng không hết. Quyết định không phải năng lực của chính mình. Năng lực của mình, bình thường bạn hỏi tôi một câu, thật lòng mà nói, tôi nói không thông. Cho nên ở cái chỗ này, chúng tôi vô cùng cảm kích chư vị đồng học. Tôi cũng được hưởng ánh sáng của các vị. Tôi bên được nhờ nhau. Tôi dùng tâm chân thành cầu cảm ứng. Các vị nếu chưa có phước báo thì tôi sẽ không có cảm ứng. Cho nên cũng là gặp phước báo của các vị, thiện căn phước đức nhân duyên. Cho nên tôi trên là cảm tạ Phật Bồ Tát, dưới là cảm kích mỗi một vị thính chúng trong các vị. Các vị không phát tâm đến cái nơi này để nghe thì Phật Bồ Tát không có cảm ứng. Tôi nói với mọi người là lời chân thật, một câu cũng không giả. Như vậy thì bạn mới hiểu được, chúng tôi học một câu thì phải dạy một câu, phải truyền một câu. Học hai câu thì phải truyền hai câu. Nhất định không thể nào đợi mình học xong rồi mới truyền lại. Vậy thì bạn sẽ đợi đến khi nào? Cho đến lúc chết tự mình vẫn cảm thấy còn chưa học xong, vậy thì hỏng rồi. Những thứ bạn học trong đời này đều mang theo vào trong quan tài rồi, không có cống hiến chút gì với Phật Pháp, với thế gian này. Cái quan niệm này đã sai rồi, không thể có cách nghĩ như vậy. Cần phải can đảm lên. Ngày nay người giới thiệu Phật Pháp ở thế gian này không nhiều. Chúng ta mà không làm như vậy thì ai làm? Thật sự có đức lớn, người có trí huệ lớn, có phước đức lớn thì họ sẽ làm, thì chúng ta sẽ lui xuống làm học trò. Không có ai làm, ta lại không đứng ra làm, thì phải làm sao đây? Chúng ta phải thường thường nghĩ đến việc này. Ta không đứng ra làm thì sẽ thế nào? Nhất định phải khuyến khích chính mình đứng ra hoằng pháp độ sanh. Trí huệ nhất định phải đạt tới minh tâm kiến tánh. Muốn đạt tới minh tâm kiến tánh, quý vị phải buông tướng ngôn thuyết, tướng danh tự, tướng tâm duyên xuống. Chưa làm được thì cứ tiến hành dần dần. Chưa đạt được quý vị cứ học mỗi ngày như vậy, học lâu ngày sẽ đạt được. Vì thế trong 84.000 pháp môn của Phật Pháp, đọc tụng là một pháp môn. Mỗi ngày ta niệm kinh. Niệm kinh là gì? Niệm kinh là tu giới định huệ. Nương theo phương pháp ấy của Mã Minh Bồ Tát chính là tu giới định huệ. Ta đọc bộ kinh này mất một giờ, là mỗi ngày ta tu giới định huệ một giờ, hoàn thành giới định huệ một lần. Nương theo quy củ này để niệm, đó là trì giới. Y theo quy củ này là lìa tướng danh tự, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên. Thật thà dùng cái tâm thanh tịnh để niệm kinh từ đầu đến cuối một lần. Đấy là trì giới. Khi niệm quý vị cũng chẳng chấp trước, buông tướng danh tự xuống, danh tự thuật ngữ cũng buông xuống,
cũng chẳng bận tâm nghĩ tới ý nghĩa trong kinh. Đấy là định. Quý vị thấy đó, quý vị đang tu giới và tu định. Niệm tới khi đủ biến số. Khi nào thì đủ? Đủ là gì? Duyên phận của mỗi cá nhân khác nhau, tiêu chuẩn của mỗi cá nhân khác nhau. Thật sự ra, tiêu chuẩn chính là tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm thanh tịnh hiện tiền, tâm thanh tịnh khởi tác dụng là trí huệ. Đó là tiểu ngộ, chẳng phải là đại ngộ, mà là tiểu ngộ. Nhưng so với phàm nhân bất giác vẫn cao minh hơn. Từ tiểu ngộ vẫn dùng phương pháp này, lại trải qua bao nhiêu năm đó sẽ đại ngộ. Vì sao? Tâm bình đẳng hiện tiền. Lại qua bao nhiêu lâu sau nữa sẽ đại triệt đại ngộ. Quý vị sẽ trở thành Pháp Thân Bồ Tát, thành Phật. Đó là gì? Giác rồi. Giác ý là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là thanh tịnh bình đẳng giác. Giác ý là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Nó là ba địa vị. Tâm thanh tịnh đắc chánh giác, tâm bình đẳng đắc chánh đẳng chánh giác. Do vậy địa vị cuối cùng là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ chỗ này chư vị có thể thấu hiểu, có thể khẳng định, có thể tin sâu chẳng nghi ngờ. Do một bộ kinh này, phàm phu có thể thành tựu Phật quả viên mãn. Quý vị nói pháp môn này có thù thắng lắm hay không? Như vậy thì quý vị có biết niệm kinh này hay không? Biết niệm thì chúng ta từ địa vị phàm phu sẽ niệm tới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị có hiểu hay không? Nếu vừa niệm vừa khởi vọng tưởng, xong luôn. Một mặt vẫn nghĩ ta thuộc cảnh giới gì, ta nên nâng cao như thế nào, xong rồi. Mã Minh Bồ Tát dạy chúng ta nguyên tắc ấy là chân lý vĩnh hằng không thay đổi. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, môn nào cũng đều phải tuân thủ nguyên tắc này. Quý vị không tuân thủ nguyên tắc này sẽ phạm lỗi. Lỗi làm do chính quý vị, không thể trách móc người khác. Cố tri, thân độ bất nhị, giai thuộc cưỡng danh, tịch chiếu đồng thời, phi tư lượng cảnh. Đừng nên suy nghĩ loạn xạ. Hễ suy nghĩ loạn xạ là trật rồi. Có thời gian để suy nghĩ loạn xạ, sao không niệm A-di-đà Phật? Suy nghĩ loạn xạ cũng chẳng dễ gì trừ được. Vì thế Tịnh Tông có diệu pháp, dùng một câu danh hiệu A-di-đà Phật để thay thế suy nghĩ loạn xạ, tốt đẹp hơn. Suy nghĩ loạn xạ nếu chẳng đọa vô minh sẽ đọa trạo cử, luôn luôn tạo nghiệp luân hồi, lục đạo luân hồi. Trong lục đạo chẳng tìm được một câu A-di-đà Phật này. Bất cứ đường nào trong lục đạo cũng chẳng tìm được A-di-đà Phật. A-di-đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ cần tương ứng với nơi ấy, sẽ chẳng tương ứng với lục đạo và mười pháp giới. Quý vị nhớ kỹ câu này là được rồi. Trạo cử là suy nghĩ loạn xạ. Hôn trầm là muốn ngủ gà ngủ gật, tinh thần không dấy lên nổi. Hôn trầm là vô minh. Hai thứ phiền não ấy hiện tiền, quý vị hãy khéo niệm Phật, thật thà niệm Phật. Dùng phương pháp
Niệm Phật để thay thế phiền não. Lại xem tiếp đoạn dưới. Hữu thường tịch quang tam tự. Câu này vẫn do Ngẫu Ích Đại Sư viết trong Yếu Giải. Ba chữ này toàn hiển Niết Bàn Tam Đức Như Lai Bí Tạng. Trong kinh Bát Niết Bàn nói đến Tam Đức. Tam Đức ấy là bí tạng của Như Lai. Ba đức nào vậy? Tiếp theo là thường, tức pháp thân đức. Pháp thân thường trụ cố. Vì thế một người giác ngộ sẽ không coi thân này là cái thân của chính mình. Gì mới là thân của chính mình? Hết thảy các pháp đều là thân của chính mình. Tâm hiện, tâm là chính mình. Thức biến, thức cũng là chính mình. Tâm là chân tâm của chính mình. Thức là vọng tâm của chính mình. Chân tâm là bổn tánh của chính mình. Vọng tâm là A Lại Da, là tập tánh của chính mình. Cổ nhân Trung Quốc nói bổn tánh tập tánh. Phật Pháp nói chân tâm vọng tâm. Chân tâm là bổn tánh, vọng tâm là tập tánh. Chân và vọng là một không hai. Giác ngộ rồi thì vọng là chân. Lúc mê chân là vọng. Chân và vọng là một không hai. Giác và mê cũng là một, cũng chẳng hai. Người thật sự giác ngộ, người minh tâm kiến tánh, thân của người ấy là gì? Thân của hết thảy chúng sanh là thân của người ấy. Thân của hoa cỏ cây cối cũng là thân của người ấy. Núi sông đại địa cũng là thân người ấy. Khắp pháp giới hư không giới đều là thân của người ấy. Thân người ấy không đâu chẳng tồn tại, không lúc nào chẳng hiện diện. Tuy nó có sanh diệt, diệt rồi lại sanh. Giống như gì? Thân thể của chúng ta giống như nhau. Thân thể này có bao nhiêu tế bào? Mỗi tế bào này đổi cũ thay mới mỗi ngày. Giống như sinh vật trên địa cầu, mỗi ngày có sanh và có diệt. Đức Phật giảng vô lượng vô biên các cõi Phật trong toàn thể vũ trụ, sanh diệt vĩnh viễn chẳng ngừng trong ấy, nên gọi là pháp thân thường trụ. Chúng ta sánh ví thân ấy như pháp thân. Pháp thân thường trụ, cái thân của chúng ta giống như tế bào. Các khoa học gia nói mỗi tế bào có tuổi thọ tối đa là 7 năm. Trong 7 năm, tế bào này diệt, tế bào mới lại sanh ra. Do vậy nói thật ra, thân thể của chúng ta 7 năm là một chu kỳ. Tất cả các tế bào trên thân đều thay đổi. Chúng ta mê hoặc, điên đảo. Vì sao? 7 năm đổi một lần, vì sao chẳng đổi mới? Chẳng đổi lấy cái tốt, cứ phải lấy cái già nua, hư hoại, thân thể càng đổi càng tệ hơn. Đó là gì? Chẳng biết cách. Người giác ngộ cao minh cũng đổi mỗi ngày. Do giác ngộ nên toàn là đổi lấy tốt đẹp, khỏe mạnh. Người ấy chẳng sanh bệnh, chẳng suy lão. Vì sao? Người ấy đổi lấy sự tốt đẹp, chẳng đổi lấy thứ hư xấu. Ai chủ trì sự thay đổi trong ấy?
ý niệm của Phật Bồ Tát tốt đẹp, cho nên tế bào của các ngài hoàn toàn mới là do ý niệm trẻ trung, luôn luôn khỏe mạnh, chẳng ngã bệnh, chẳng đổi lấy tế bào bệnh tật. Tế bào bị bệnh tật là hạng người nào? Tham sân si mạn nghi nên đổi lấy cái xấu. Tham sân si mạn nghi thấy đều đoạn sạch. Vô tham, vô sân, vô si. Bạn thay đổi lấy cái tốt lành, hoàn toàn thay đổi bằng cái tốt lành. Chuyện là như thế đó. Đây là chân tướng sự thật. Khởi tâm động niệm đều là đại công vô tư, chẳng vì chính mình, chẳng vì thân này. Vì sao? Vì pháp thân. Chẳng vì nhục thân này, mà vì pháp thân. Trong những năm qua, có rất nhiều người muốn tặng đạo tràng cho tôi. Tôi rất cảm kích. Tôi có nên tiếp nhận hay chăng? Chẳng nghĩ gì mình. Nếu đạo tràng ấy có thể lợi ích nơi đó, tôi sẽ giúp sức khiến cho chánh pháp tồn tại lâu dài nơi đó. Lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, chuyện tốt đẹp mà. Tôi chẳng thể vì chính mình. Vì chính mình là tư tâm. Đạo tràng nhiều chẳng phải là biến thành giống như một chuỗi cửa hàng hay chăng? Đó là mở tiệm buôn Phật, biến thành xí nghiệp Phật giáo. Chính mình chẳng làm đệ tử Như Lai mà làm ông chủ, chợt mất rồi lại mê rồi. Vì thế người bình thường sẽ thấy đó là cảnh giới tốt, chuyện tốt đẹp. Thấy người khác trao tặng mà nếu quý vị mê, sẽ mê nơi đó, càng mê sâu hơn. Quý vị vốn có thể thành Phật, làm tổ, nay đã mê, lại luân hồi, lại vào tam đồ. Vì thế tổ sư thường xuyên cảnh tỉnh người khác, mà cũng thường là trong lúc khám nghiệm kẻ khác, bèn hỏi, hiểu không? Hai chữ này ý vị sâu đầy, quý vị có hiểu hay không? Nếu quý vị thật sự hiểu, bất luận thuận cảnh hay nghịch cảnh, ý độ hay tịnh độ, đều có thể nâng cao cảnh giới của chính mình, đều có thể phổ độ chúng sanh. Nếu không hiểu, thuận cảnh hay nghịch cảnh đều giúp quý vị đọa lạc, mê hoặc tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì sau này phải chịu báo. Vấn đề ở chỗ quý vị có hiểu hay không? Quý vị có thật sự giác ngộ hay không? Người giác ngộ chắc chắn chẳng hại người, kẻ chưa giác ngộ dẫu hảo tâm cũng thường hại người. Đối với bất cứ ai, kẻ giác ngộ luôn một mực chân thành. Vì sao? Giúp kẻ khác giác ngộ. Nếu kẻ ấy rắp tâm muốn lừa gạt, muốn hại quý vị, chẳng sao hết. Quý vị cứ dùng tâm chân thành đối đãi kẻ ấy. Khi kẻ già chết, nghĩ lại một đời này, ta đã thật sự gặp được người tốt,
Đó là gì? Giúp gieo thiện căn trong A Lại Gia của kẻ ấy. Người giác ngộ biết hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Hết thảy chúng sanh vốn là Phật. Này kẻ ấy tạo ngũ nghịch thập ác cũng chẳng sao. Vì sao? Đó là tập tánh. Đừng quan tâm tới tập tánh. Hãy chuyên môn quan tâm bổn tánh của người ấy. Đó là điều kiện thứ nhất trong việc độ chúng sanh của Phật Bồ Tát. Là quan niệm độ sanh duy nhất của Phật Bồ Tát. Chúng sanh trong địa ngục A Tỳ cũng có thể viên thành Phật đạo nếu họ tiếp xúc pháp môn Tịnh Độ này. Có thể giảng sanh hay không? Có thể. Làm sao mà không thể cho được? Pháp môn này, bất luận quý vị là thiện hay ác, cũng chẳng cần biết quý vị thuộc căn tánh nào, chỉ cần quý vị có thể tin tưởng, chịu phát nguyện là được rồi. Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay, có thể giảng sanh hay không được quyết định bởi có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp là do công phu niệm Phật sâu hay cạn. Chỉ nói tới giảng sanh, thì hết thảy chúng sanh đều quá phần. Pháp môn này thật là tuyệt, quá sức thù thắng. Ấn Quang Đại Sư nói rất hay, bỏ pháp môn này, người thượng thượng căn mong được thành tựu cũng vô cùng khó khăn. Đối với pháp môn này tin sâu không nghi ngờ. Chúng sanh chẳng biết chữ, thiếu trí huệ. Nghèo cùng khốn khó vẫn có thể đắc độ. Quý vị mới hiểu, trong các pháp thế gian và xuất thế gian chẳng có pháp nào thù thắng hơn pháp này. Chúng ta duyên phận quá tốt đẹp, vô cùng thù thắng. Gặp được bản hội tập của cụ Hạ Liên Cư hay như thế này. Dương Long Thư chẳng gặp được, Ngụy Mặc Thâm cũng chẳng gặp. Bao nhiêu vị cổ thánh tiên hiền đều chẳng gặp. Lại gặp được lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ viết tác phẩm chú giải này. Trong ấy cụ trích dẫn kinh luận và chú sớ của cổ nhân, tổng cộng 193 thứ. Quý vị đọc quyển sách này giống như đọc 193 bộ kinh luận trước tác. Chẳng dễ dàng. Nhân duyên vô cùng thù thắng. Do vậy tôi tin tưởng sâu đậm không nghi ngờ. Khi Phật Pháp bị diệt hết trên thế gian này, bản này vẫn lưu lại 100 năm. Trong 9.000 năm thời mạt Pháp, trong 84.000 pháp môn, quý vị nương theo pháp môn nào? Chỉ có pháp môn này. Ta giúp hết thảy chúng sanh học pháp môn gì? Cũng học pháp môn này. Tự hành dạy người bằng một bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Tôi vẫn còn muốn học pháp môn khác. Được thôi, thông suốt pháp môn này sẽ thông suốt toàn bộ hết thảy các pháp môn khác. Tôi
tôi có cần phải lãng phí thời gian và tinh thần để học bộ nào khác hay chăng? Không cần. Phật Pháp thật sự là một kinh thông. Hết thảy các kinh đều thông. Năm xưa tôi ở Đài Trung theo học lớp giảng kinh của cụ Lý. Cụ mở lớp ấy để dạy học sinh học cách giảng kinh. Các bạn đồng học trong lớp ấy có hơn 20 người. Thuở ấy tôi tuổi trẻ, thầy cũng đại khai phương tiện môn. Tôi học từ cụ 13 bộ kinh. Kinh tiểu thừa nhiều hơn. Đối với kinh đại thừa, tôi học một bộ kinh A-di-đà. Một bộ Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm. Đó là quyển cuối cùng trong kinh Hoa Nghiêm, mười đại nguyện dương dẫn về cực lạc. Học một quyển này, học một bộ kinh Kim Cang, học những kinh đại thừa ấy. Những kinh khác như Thập Thiện Nghiệp Đạo là kinh cùng tu của đại thừa lẫn tiểu thừa. A Nan Vấn Sự Phật Các Khung Kinh là tiểu thừa. Học 13 bộ ấy. Tôi xuất gia đến dạy tại Phật Học Viện. Ở Đài Trung, tiến độ học tập là mỗi tháng học một bộ kinh. Pháp hỷ sung mãn. Đến dạy tại Phật Học Viện, mỗi học kỳ mới dạy một bộ kinh. 3 năm là 6 học kỳ. Tôi dạy 6 bộ kinh, còn 7 bộ vẫn chưa sử dụng được. Tôi suy nghĩ, không được rồi, căn bản của chính mình không đủ sâu dày, mong được học một bộ kinh lớn. Lúc ấy trong lòng nghĩ đến kinh Pháp Hòa. Vì thế tôi sưu tập tài liệu về kinh Pháp Hòa đến 10 mấy thứ. Trở về Đài Trung, thưa với thầy Lý, mong lại được học một bộ đại kinh với thầy. Gặp đúng lúc lão nhân gia đang giảng kinh Lăng Nghiêm. Ngài bảo tôi, ngài bận bịu lắm, tìm không ra thời gian để dạy mình tôi. Này tôi đang giảng Lăng Nghiêm, anh học kinh Lăng Nghiêm là được rồi. Cụ giảng kinh Lăng Nghiêm 3 năm. Tôi thấy phân lượng kinh Lăng Nghiêm và kinh Pháp Hoa không sai khác lắm. Cho nên tôi chuyên tâm học kinh Lăng Nghiêm. Thầy giảng ngày thứ tư, tôi phức giảng vào ngày thứ năm, tức là hôm sau. Tôi nhắc lại lời thầy đã giảng một lần. Thính chúng của tôi có 6 người, kể cả tôi là 7. Chúng tôi thành lập một lớp nhỏ. Mỗi ngày thứ năm họp mặt phức giảng trong phòng học nhỏ ở Đài Trung Liên Xã. Do thầy giảng bộ Lăng Nghiêm, tôi cũng phức giảng bộ Lăng Nghiêm. Cách học ấy rất thực tiễn. Vì thế tôi giảng kinh Lăng Nghiêm ở Đài Bắc là giảng lần thứ hai. Các đồng tu Hương Cảng nghe giảng rất thích, mời tôi sang Hương Cảng giảng kinh Lăng Nghiêm. Tôi giảng tại Hương Cảng chính là lần thứ ba hay là thứ tư. Đã có căn bản rồi. Kinh Hoa Nghiêm, là do 8 người đồng học chúng tôi liên danh khải thỉnh thầy Lý, thỉnh lão nhân gia giảng bộ kinh Hoa Nghiêm này. Lúc ấy tuổi thầy đã cao, ngoài 80. Chúng tôi mong thầy thường trụ thế,
Chưa giảng xong kinh Hoa Nghiêm, chắc là cụ sẽ chẳng tiện ra đi. Thỉnh cụ giảng bộ kinh ấy, dự đoán cụ sẽ sống tới 120 tuổi thì cụ mới có thể giảng xong. Trao cho thầy một đề mục lớn như vậy, cụ cũng rất cao hứng, chẳng ngờ cụ giảng phân nữa, chẳng giảng nữa, đã ra đi. Tôi học Hoa Nghiêm, ở Đại Trung nghe cụ giảng quyển thứ nhất, tôi chỉ học một quyển. Quyển thứ nhất, tôi nghe xem cụ mở đầu như thế nào, cách giảng ra sao. Tôi sẽ biết toàn bộ những phần sau. Cụ giảng ở Đài Trung, tôi giảng ở Đài Bắc. Tôi giảng với tiến độ nhanh hơn cụ, vì mỗi tuần cụ chỉ giảng một lần, mỗi lần một giờ. Vì cụ giảng 2 giờ thì đã mất 1 giờ dịch sang đài ngữ. Vì thế, một năm cụ chỉ có thể giảng hơn 40 giờ. Tôi giảng tại Đài Bắc, mỗi tuần giảng 3 lần, mỗi lần 1 tiếng rưỡi, không có phiên dịch. Cho nên tôi giảng một năm bằng thầy giảng 4 năm rưỡi tại Đài Trung. Tôi giảng 2 năm bằng với thầy giảng 9 năm. Tiến độ của tôi nhanh hơn. Bất quá lúc ấy tôi thường ra ngoài quốc. Ra ngoài quốc thì phải ngưng kinh ấy lại, cho nên cứ giảng đoạn rồi lại tiếp tục. Tôi nhớ hình như giảng trước sau 17 năm, đứt đứt nối nối. Bát Thập Hoa Nghiêm giảng phân nữa, Tứ Thập Hoa Nghiêm cũng giảng phân nữa. Lúc ấy mỗi tuần tôi giảng Bát Thập 2 lần, giảng Tứ Thập 1 lần. Giảng mỗi ngày gần như giảng tới mấy bộ kinh. Chính là do các đồng học tìm đến, tôi cũng nhận lời. Đâm ra là luyện tập học giảng. Bình quân mỗi ngày giảng tối thiểu 2 giờ. Thông thường là 3 giờ hay 4 giờ. Hàng ngày chẳng nghỉ ngơi, vui sướng, chẳng mệt nhọc. Do vậy, thông suốt một kinh sẽ thông suốt hết thảy các kinh. Chưa học qua nhưng có thể giảng, đọc chú giải của cổ nhân là được rồi. Vì thế công sức nhất định phải dồn nơi một bộ. Kinh ấy ở Đài Trung, tôi bỏ thời gian 3-4 năm nơi kinh Lăng Nghiêm, chuyên tâm nơi một bộ kinh. Như vậy thì mới đạt vững cơ sở. Nếu này quý vị hỏi tôi, trong hết thảy các kinh, bộ kinh nào hay nhất? Tôi bảo quý vị, chính là bản chúng ta đang dùng đây. Tức bản chú giải Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Tôi mới vừa thư trình cùng quý vị. Trong tác phẩm này, cụ đã trích dẫn 193 bộ kinh luận chú sớ, nội dung hết sức phong phú. Nếu thật sự học bộ kinh này, kinh nào cũng đều không có vấn đề. Thông một sẽ thông suốt hết thảy. Hơn nữa do bộ kinh này chắc chắn sẽ đắc độ, chính mình nắm chắc cầu sanh thế giới Cực Lạc, rồi mới giúp đỡ người khác. Giúp người khác vẫn là một bộ kinh này. Vì sao? Khế cơ. Những kinh luận khác chưa chắc có thể giúp đỡ người khác. Cũng có thể nói là quý vị có thể thật sự buông xuống được hay không? Thật sự có thể buông xuống thì được. Nếu quý vị chẳng buông phân biệt chấp trước xuống, bất luận học pháp môn nào cũng chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi.
trong tâm còn có đôi chút vướng mắc, sẽ không thoát khỏi lục đạo luân hồi. Hễ chuyển thế bị mê khi cách ấm, quên sạch sành sanh những điều đã học trong kiếp trước. Nhất là quý vị chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi, chắc chắn sẽ đọa trong tam ác đạo. Chính quý vị phải khéo suy nghĩ, ngũ giới thập thiện quý vị có làm được hay chăng? Tổ tông dạy chúng ta ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức, quý vị có làm được hay không? Nếu quý vị chẳng làm được, đời sau chắc chắn không được làm thân người. Nghĩ đến chỗ này mới biết thật sự đáng sợ. Một đời trong thế gian này chẳng dài. Dẫu quý vị sống đến 100 tuổi cũng chỉ là một cái khải ngón tay. Thời gian trôi qua quá nhanh, chẳng thành tựu một chuyện gì. Đối với chuyện học Phật mà chẳng thành tựu, tức là tạo tội nghiệp. Nói như vậy nghĩa là sao? Tôi chẳng làm chuyện gì sai quấy, quý vị chẳng học thành công, khiến cho đại chúng trong xã hội nhìn vào thấy quý vị học Phật suốt một đời, nhưng sau đấy vẫn giống hệt như cũ. Như vậy là quý vị đã phá hoại hình tượng Phật Pháp, có tội lỗi hay chăng? Người học Phật sống trên thế gian, khi chết cũng phải nêu gương tốt cho người thế gian, như thế thì mới chẳng có tội lỗi. Quý vị không thể nêu gương tốt cho đại chúng trong xã hội nhìn vào, khiến cho đại chúng trong xã hội chửi bới, hủy bán Phật giáo. Đấy là nghiệp nhân khiến quý vị đọa tam đồ, chứ chưa nói tới những chuyện khác. Nếu quý vị muốn biết đôi chút, hãy lật Đệ Tử Quy hoặc Sa Di Luật Nghi ra xem quý vị đã làm được mấy điều. Quý vị liền biết nghiệp nhân quả báo ở chỗ nào. Chẳng cần hỏi ai khác, mà chính mình sẽ hiểu rõ rệt. Người học Phật phải xứng đáng với cha mẹ tổ tông. Phật Bồ Tát chẳng phụ lòng lịch đại cao tăng đại đức truyền Pháp. Chúng tôi không nói đến thầy, vì hiện thời trong lòng chúng ta, những người mà quý vị nghĩ xứng đáng làm thầy quá ít. Nhưng nếu trong lòng chẳng thấy ai đáng làm thầy, người ấy sẽ chẳng học được gì cả. Vì sao? Ấn Quang Đại Sư đã nói rất tuyệt. Một phần thành kính được một phần lợi ích, hai phần thành kính được hai phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Thầy chẳng cần quý vị phải thành kính đối với thầy. Một vị thầy đòi hỏi quý vị phải cung kính sẽ chẳng phải là một vị thầy tốt. Nhưng thầy có thể thấy quý vị có thể thành tựu trong tương lai hay không? Đó là gì? Tùy thuộc tâm quý vị được bao nhiêu phần thành kính học tập ở nơi đây. Điều đó nhất định tỷ lệ thuận với sự thành tựu của quý vị. Chúng ta lại xem tiếp về tam đức bí tạng. Thường là pháp thân, tịch thức giải thoát đức. Giải thoát là tự tại. Trần lao vĩnh tịch, trần là ý thức. Phân biệt vọng tưởng của quý vị
nhiều như bụi đất. Trần cũng là ô nhiễm. Lao là nhọc nhằn. Đây là nói tới xác thân. Trần lao cũng có nghĩa là thân tâm. Lao là nói về thân, trần là nói về tâm. Trần lao, vĩnh tịch là thân và tâm đều buông xuống. Tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm thanh tịnh hiện tiền, quý vị mới tự tại. Do A-la-hán chưa chứng đắc pháp thân và bát nhã, nhưng đã chứng đắc ít phần giải thoát. Thành tựu cửu thế đệ định, buông kiến tư phiền não xuống, đoạn trừ rồi. Quang tức bát nhã đức, trí quang biến chiếu cố. Quang ấy là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, trí huệ và từ bi đoạn khắp pháp giới. Trọn khắp hết thảy các di trần, trọn khắp hết thảy các đầu sợi lông. Do vậy, thường tịch quang là ba đức của Niết Bàn. Ba đức ấy được gọi là Như Lai Bí Tạng. Đẳng giác đại sĩ phá tận tứ thập nhất phẩm vô minh. Bốn mươi mốt phẩm ấy chính là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Như Kinh Hoa Nghiêm đã nói, cánh phá tối hậu nhất phẩm sanh tướng vô minh, đó là đẳng giác. Đẳng giác Bồ Tát phá một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng, phá thân toàn hiển, duyên chứng tam đức, triệt bổn tâm nguyên, cứu cánh thanh tịnh, chứng nhập thường tịch quang độ. Ở nơi đây gọi sanh tướng vô minh là tập khí. Vô minh là khởi tâm đồng niệm. Sơ trụ Bồ Tát đạt phá. Sơ trụ Bồ Tát chẳng khởi tâm, không đồng niệm, nên minh tâm kiến tánh. Bốn mươi mốt địa vị pháp thân đại sĩ ấy có thật hay không? Nếu có thật, tức là các ngài có phân biệt chấp trước. Nếu các ngài chẳng phân biệt chẳng chấp trước, lấy đâu ra 41 phẩm? Thưa quý vị, trong quả thật bao, quả thật chẳng có phân biệt chấp trước, cho nên chẳng thể nói 41 phẩm này là quả thật. Nếu quý vị nói chúng có thật, trật mất rồi. Quý vị cũng chẳng thể nói chúng không có. Vì sao? Tuy đều chứng đến quả thật báo, mỗi cá nhân có trình độ khác nhau. Giống như chúng đi học trong trường cùng lớp, nhưng trình độ có ngang nhau hay không? Cùng một cấp lớp, lớp học có 40-50 học trò, lúc thi cử vẫn là từ hạng nhất tới hạng bét, khác nhau. Tuy cùng học một lớp, các bạn đồng học cùng một lớp trong cõi thật báo,
đi thi vẫn khác nhau. Do duyên cớ gì? Tập khí vô thủy vô minh chưa đoạn. Trong hội Hoa Nghiêm chúng tôi đã nói rất nhiều. Đó là chân tướng sự thật. Vì thế chẳng thể nói chúng là có, cũng chẳng thể nói chúng là không. Biết có chuyện như thế, nhưng Pháp Thân Phật rốt ráo viên mãn, có thể làm chuyện gì? Thì hàng sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo cũng đều có thể làm được, nhất định chẳng thua kém. Quý vị biết đó là bình đẳng. Giống như trong Phẩm Phổ Môn đã dạy, Phật quả rốt ráo đẳng giác Bồ Tát, ứng hóa trong 10 pháp giới, nên dùng thân gì để độ bèn hiện thân ý. Chẳng do ý nghĩ của chính mình, mà do tùy thuận chúng sanh. Kinh Lăng Nghiêm đã nói rất hay, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, tùy tâm ứng lượng. Chính mình chẳng khởi tâm động niệm, đương nhiên càng chẳng có phân biệt chấp trước. Sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo vừa mới phá vô minh, chứng pháp thân cũng có thể làm giống hệt. Nên dùng thân gì đắc độ, bèn hiện thân ấy. Nên dùng thân Phật để độ, bèn hiện thân Phật. Nên dùng thân Bồ Tát liền hiện thân Bồ Tát. Như nhau, chẳng sai biệt tí nào. Chúng ta nhất định phải hiểu sự thật này, nhất định phải rõ ràng, không nên phân chia cao thấp. Trong 10 pháp giới đều là phàm phu, trong tứ thánh pháp giới là ngoại phàm, trong lục đạo là nội phàm. Vì sao tứ thánh pháp giới thanh tịnh? Vì các ngài đều là đệ tử Phật, đều y theo kinh giáo của Phật để tu hành. Phật dạy người ấy làm như thế nào, người ấy thật sự có thể làm được. Phật dạy người ấy đừng làm điều gì, người ấy sẽ tuyệt đối chẳng vi phạm. Vì thế, nhìn bề ngoài rất giống Phật, nhưng trên thực tế chưa phải. Vì sao vẫn còn dùng A-la-gia? Tức vọng tâm, chẳng dùng chân tâm. Dùng chân tâm mới là Phật, dùng vọng tâm thì chẳng phải là Phật thật sự. Vì thế, Thiên Thai Đại Sư gọi họ là tương tự tức Phật. Rất giống Phật, nhưng chưa phải. Chúng ta hiểu điều này. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Vì ấy là chân Phật, chẳng phải là giả Phật. Cho nên Thiên Thai Đại Sư gọi 41 địa vị pháp thân đại sĩ ấy là phần chứng tức Phật. Các ngài là thật, chẳng giả. Không có cách nào đoạn tập khí vô thủy vô minh, để mặc nó. Một thời gian lâu sau, nó sẽ tự nhiên chẳng còn. Đối với chỗ này, cổ đức gọi là vô công dụng đạo. Vì sao? Chẳng thể khởi tâm động niệm. Quý vị muốn đoạn, tức là khởi tâm động niệm, trật rồi, càng mê sâu hơn. Vì thế các ngài niệm gì cũng đều chẳng có. Ý niệm tu hành chứng quả cũng chẳng có. Chuyện của các ngài là cảm ứng, chúng sanh có cảm, các ngài bèn ứng. Nói cách khác, nâng cao cảnh giới của chính mình trong sự ứng hóa. Đó là gì? Phá tập khí vô thủy vô minh của chính mình trong ứng hóa. Cảnh giới này quá dị tế, chúng ta không có cách nào tưởng tượng được cảnh giới ấy. Kinh Hoa Nghiêm đã tiết lộ đôi chút tin tức, đó là từ 53 lần tham học của Thiện Tài đồng tử đã hé lộ đôi chút tin tức. Quý vị thấy từ sơ trụ trở lên,
thiện tài đồng tử đến tham phẩm, hoàn toàn biểu hiện sự ứng hóa nơi sự tướng. Nếu chẳng chú tâm nơi điều này, quý vị sẽ chẳng thể lãnh hội được. Từ văn tự quý vị thấy là sự, nhưng trong ấy có đạo lý rất sâu. Quý vị phải tự mình ngộ nhập đạo lý ấy, chẳng thể nói rõ được. Quý vị có công phu thật sự, sẽ ngộ nhập cảnh giới khác hẳn. Tối qua có một đồng tu cho tôi xem một đĩa DVD về chuyện người ngoại quốc làm thí nghiệm với nước. Họ phát hiện nước có ký ức, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đối với chúng ta, tin tức ấy rất bình thường, chẳng đáng kinh ngạc tí nào. Điều đó chứng tỏ trong hiện tượng vật chất có thọ tưởng hành thức. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng làm thí nghiệm đã khám phá nước có thể thấy, nghe, hiểu được ý nghĩ của con người. Có phản ứng, cho nên nước có giác tri. Đó là tánh đức. Tự tánh vốn là như thế. Nhưng sự thấy biết trong lục đạo là mê. Lục đạo và mười pháp giới đều đang mê. Chúng bị biến thành A-lại gia. Biến thành A-lại gia thì kiến văn giác tri cũng biến đổi, biến thành thọ tưởng hành thức. Tâm kinh gọi chúng là ngũ uẩn. Bất luận hiện tượng vật chất gì cũng đều do ngũ uẩn hợp thành. Đó là các duyên hòa hợp. Do vậy chúng ta thấy nước có thọ tưởng hành thức, nó có cảm ứng, có phân biệt, tưởng là phân biệt, nó có chấp trước, hành là chấp trước, nó có ký ức, thức là ký ức. Bất quá chẳng rõ rệt như động vật. Dùng khoa học rất vi tế để quan sát, sẽ phát hiện nước có thọ tưởng hành thức. Điều này hoàn toàn giống hệt như kinh Đại Thừa đã nói. Vì thế, nói theo Đại Thừa Phật Pháp, toàn thể vũ trụ, kể cả hư không và các hiện tượng tự nhiên, thấy đều là thể hữu cơ, sống động, chẳng chết cứng. Trong vật chất có tinh thần, trong tinh thần có vật chất. Kinh Hoa Nghiêm đã giảng rất nhiều. Vì thế, đối với hoàn cảnh vật chất, chớ nên phá hỏng nó, chớ nên khinh dễ, phải đối đãi tử tế. Để dưới núi sông đại địa, quý vị chẳng khéo đối đãi nó, nó có ký ức, sẽ căm hận. Quý vị phá hoại chúng, chúng cũng phá hoại quý vị. Quả núi vừa lay động, quý vị đã chịu không nổi. Thật đấy, chẳng giả đâu. Chúng ta đối đãi hết thảy động vật, hoa cỏ cây cối, núi sông đại địa, với trần đều phải giống như đối xử với Phật Bồ Tát. Chính mình khiêm ti, lễ kính người khác. Chúng ta đối xử tốt đẹp với chúng, chúng sẽ báo đền đẹp đẽ. Nhưng từ chỗ nào? Trong thế giới Cực Lạc, trong thế giới Hoa Tạng. Quý vị thấy vì sao cõi thật báo của chư Phật tốt đẹp dường ấy? Nơi ấy
là chỗ ở của 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ. Quý vị nghĩ xem có vị nào trong các hàng Pháp Thân Đại Sĩ thuộc 41 địa vị lại chẳng học theo Ngài Phổ Hiền? Phẩm thứ hai trong Kinh Vô Lượng Thọ là Đức Tuân Phổ Hiền. Nguyện thứ nhất trong 10 nguyện Phổ Hiền Bồ Tát là lễ kính chư Phật. Nguyện thứ hai là xưng tán Như Lai. Như Lai là tự tánh. Đối với muôn vật trong trời đất, chúng ta phải khen ngợi, lễ kính, cúng dường. Nghiêm túc tu hành thì chính là cúng dường chúng nó. Chúng ta đối xử tốt đẹp với chúng nó, chúng nó sẽ đối xử tốt đẹp với ta. Vì sao thế giới Cực Lạc tốt đẹp như thế, thế giới Hoa Tạng tốt lành như vậy? Do người nơi ấy đều dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Những tâm ấy là Đại Bồ Đề tâm. Thực hiện viên mãn 10 nguyện Phổ Hiền. Vì thế, đối với bản thân mà nói, thì sẽ là thân kim cang bất hoại. Thân thể có tướng hảo, có vô lượng tướng. Trong mỗi tướng có vô lượng hảo, chẳng phải chỉ là 32 tướng. Tám mươi thứ hảo, hoàn cảnh cư trụ vô lượng vô tận mỹ mãn, tìm chẳng được mảy may khiếm khuyết nào, xứng tánh mà. Thân là pháp tánh thân, cõi là pháp tánh độ. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Vì thế, trong cõi thật báo, hiển lộ toàn vẹn pháp thân. Trong cõi thường tịch quang, còn có gì để nói nữa? Rốt ráo viên mãn. Viên chứng tam đức. Triệt bổn tâm nguyên, cứu cánh thanh tịnh. Mấy câu này viết ở chỗ này khiến cho chúng ta dần dần thấu hiểu trong cõi thường tịch quang không có hình tướng, cũng chẳng có hiện tượng vật chất. Cũng chẳng có hiện tượng tinh thần. Đấy chính là bốn câu đầu trong năm câu báo cáo khi Huệ Năng Đại Sư kiến tánh. Không có hiện tướng. Không có hình tướng, không có hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần cũng chẳng có. Có còn khởi tác dụng hay chăng? Tôi đã gặp những người đem vấn đề này hỏi tôi, xin thưa có tác dụng. Vì sao khởi tác dụng? Chứng trọn vẹn ba đức, thấu suốt tột cùng nguồn tâm, rốt ráo thanh tịnh. Câu thứ ba do Huệ Năng Đại Sư đã nói là vốn tự trọn đủ. Đấy là lý. Có lý luận này làm căn cứ, chúng ta chỉ biết nó khởi tác dụng. Chúng sanh có cảm, nó bèn khởi tác dụng. Chúng sanh chẳng cảm, nó chẳng khởi tác dụng. Cảm ứng đạo giao mà. Vẫn là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng.
tuy ứng lượng thể hiện giáo hóa vô lượng vô biên chúng sanh. Pháp thân vẫn hiển lộ toàn dạng giống như thế, chứng trọn dạng ba đức, thấu triệt thông suốt nguồn tâm, rốt ráo thanh tịnh. Vì ấy ở trong cõi phương tiện, ở trong cõi đồng cư, thậm chí ở trong lục đạo tam đồ hay địa ngục A Tỳ, vẫn đạt đến thanh tịnh rốt ráo, chẳng nhiễm mảy may. Ở nơi nào cũng đều tùy thuộc chúng sanh, mà hiện tướng thuyết pháp đều do chúng sanh cảm, vị pháp thân đại sĩ ấy tự nhiên ứng, ứng nhưng chẳng có khởi tâm động niệm, đương nhiên càng chẳng có phân biệt chấp trước. Như vậy là ứng ở chỗ nào? Ứng trong thường tịch quan. Phàm phu nhìn vào sự ứng của các ngài giống như chúng ta xem tivi. Phàm phu nhìn vào sắc tướng hiện trên màn huỳnh quang. Còn chính các ngài thì sao? Chính các ngài thường ở trong thường tịch quang, tức là màn hình trong tỷ dụ này, không có gì, thứ gì cũng đều chẳng có. Dần dần chúng ta thấu hiểu đạo lý ấy. Đó là gì? Pháp thân Phật chẳng phải là Pháp thân Bồ Tát. Pháp thân Bồ Tát trụ trong cõi thật bảo tràng nghiêm. Pháp thân Phật trụ trong thường tịch quang tịnh độ. Tuy trụ thường tịch quang vẫn ứng giống hệt như nhau.